Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ben Channel. Vừa qua chấp chuyện mới nhất của One Punch Man thì chúng ta đã được tác giả mang đến những tình tiết vô cùng mới về trận chiến giữa Saitama và Cosmic Garou. Bên ngoài những sự kiện đó diễn ra thì còn một sự kiện quan trọng hơn, đó chính là Voi hư không là kẻ đã hấp thụ sức mạnh của Garou sau khi thợ săn anh hùng thất bại dưới tay của Thánh Sai. Thế nhưng video này chúng ta sẽ không nói đến Voi hư không, mà nhân vật chính trong video này là Garou. Phải nói thợ săn anh hùng là một kẻ có hành trình phát triển sức mạnh vô cùng ấn tượng, từ một kẻ nổi loạn sử dụng võ thuật đã bón hành cho các anh hùng từ cấp thấp tới cấp cao, thì sau đó thợ săn anh hùng cũng trở thành một trong những phản diện mạnh mẽ nhất của bộ truyện One Punch Man. Và một trong những điều cực kỳ đặc biệt của Garou đó chính là hầu hết sức mạnh mà anh có được đều là tự mình luyện tập và đạt được. Chỉ có duy nhất sức mạnh của Cosmic Garou là thợ săn anh hùng phải dùng đến thần lực của God mà thôi. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng nhìn lại hành trình thăng cấp sức mạnh vô cùng tuyệt vời của Garou khi trở thành quái vật như anh chàng này mong muốn nhé. Giai đoạn đầu tiên, Garou tự mình thức tỉnh, mang mức độ thảm họa cấp rồng cao. Mình sẽ chia sẻ giai đoạn phát triển sức mạnh của Garou ra thành 4 giai đoạn kể từ khi trở thành quái vật. Và giai đoạn đầu tiên đó chính là khi thợ săn anh hùng đã hóa quỷ hoàn toàn. Tuy nhiên mình sẽ không nói đến các giai đoạn trước đó khi Garou chỉ mới hóa quỷ, vì lúc này thợ săn anh hùng còn chưa lấy lại được ý thức của mình. Mà giai đoạn mình muốn nói đến đầu tiên đó chính là khi Garou đã thức tỉnh và bắt đầu trận đấu với tinh trùng Bạch Kim và Flashy. Phải nói rằng ở giai đoạn này của Garou thì sức mạnh của anh đã đạt tới cấp độ rồng cao, và trận chiến với Flashy cùng với tinh trùng Bạch Kim đã thể hiện rất rõ điều đó. Trong trận chiến này, cả ba đều thể hiện toàn bộ sức mạnh mà mình có, đặc biệt nhất đó chính là tốc độ. Flashy được mệnh danh là anh hùng có tốc độ nhanh nhất, thế nhưng trước hai con quái vật như Garou và tinh trùng Bạch Kim thì anh chẳng khác nào gã học việc. Đầu tiên là bị tinh trùng Bạch Kim củ hành, rồi tiếp đến lại bị Garou bồi thêm. Cuối cùng thì Flashy chính là kẻ có tốc độ thấp nhất trong trận chiến này, dù cho anh cũng đã được thể hiện một phần sức mạnh của mình. Trong khi đó thì Garou sau một hồi mèo vần chuột với tinh trùng Bạch Kim thì cũng tiễn hắn về với tổ tiên một cách nhanh gọn để khẳng định sức mạnh của bản thân mình. Mặc dù lúc này thì sức mạnh của Garou cũng rất bá đạo rồi, tuy nhiên thì thợ săn anh hùng vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục phát triển nó hơn nữa. Và Rớt Hiền Nhân cũng xuất hiện khiến cho thợ săn anh hùng có được cơ hội ngàn vàng để có thể tiến hóa lên một tầm cao hơn. Nhờ có sự kết hợp với chày sắt, Garou đã có lần đầu tiên biết phối hợp cùng với đồng đội là như thế nào. Mặc dù anh không hề có ý định này, thế nhưng vì võ thuật của Garou và chày sắt lại tương thích với nhau, thế nên nó đã vô tình tạo ra một bộ đôi vô cùng bá đạo khi đối đầu với một quái vật có sức mạnh còn hơn cả cấp rồng như Rớt Hiền Nhân. Cuối cùng thì Garou cũng đã vượt qua được cái quá khứ ám ảnh của mình năm xưa khi không thể che đôi được hết những viên gạch như ban. Giờ đây thì thợ săn anh hùng đã có thể che đôi được cả một cơ thể khổng lồ của Rớt Hiền Nhân, chứ không đơn giản chỉ là vài viên gạch ngói nữa. Tuy nhiên có lẽ đỉnh cao nhất của giai đoạn sức mạnh này đó chính là khi Garou đối đầu với Thánh Sai và biết được thế nào là lễ hội. Nhờ cú vùng tay vô tình của Sai Hói mà Garou đã nhớ lại kẻ hết lần này tới lần khác đã bón hành cho mình là ai. Và rồi cuộc chiến mà thợ săn anh hùng mong chờ nhất cuối cùng cũng đã đến. Bởi lẽ một khi đánh bại Sai Hói thì Garou sẽ rửa được mối hận từ trước tới giờ và trở thành quái vật mạnh nhất trái đất. Tuy nhiên thì Saitama không hề có ý định để thợ săn anh hùng đạt được ước muốn. Thế nên sau cú đấm đầu tiên là vô tình thì cú đấm thứ hai đã khiến cho Garou tiến hóa sức mạnh lên một tầm cao hơn. Và lúc này thì cơ thể quái vật của anh cũng trở nên to lớn và đồ sộ hơn. Đỉnh cao của sức mạnh lúc này cũng đã đến với Garou khi mà anh đã sử dụng môn võ do mình sáng tạo ra là Quỷ Thần Thảm Khốc Quyền để đấu với Sai Hói. Và trong một khoảng thời gian ngắn thì Garou thực sự đã khiến cho Thánh Sai gặp khó khăn, đặc biệt là cú đá Thiên Tàn Cước làm cho Sai Hói văng đi rất xa, phá hủy hàng loạt những tòa nhà cao tầng, rồi đến tối đa toàn lực Cực Đại Quyền làm cho toàn bộ trái đất bị chấn động. Lúc này buộc Saitama phải nghiêm túc chấn chỉnh Garou, và Thánh Sai đã tung ra một cú đấm chí mạng làm cho thợ săn anh hùng vỡ nát hết lớp giáp quái vật của mình. Cũng vào giây phút đó thì thợ săn anh hùng đã tiếp xúc với God và mở ra một giai đoạn sức mạnh mới còn khủng khiếp hơn giai đoạn hóa quỷ của mình, mà sau này chúng ta gọi đó là trạng thái Cosmic Garou. Giai đoạn 2. Ngay sau khi tiếp xúc với God và nhận lời dụ dỗ từ hắn thì thợ săn anh hùng tất nhiên là đã từ chối nhận thần lực từ thực thể này. Thế nhưng những gì hắn cần là Garou chạm tay vào hắn thì thần lực sẽ tự động được truyền vào người của kẻ được chọn. Chính vì thế mà vào khoảnh khắc thợ săn anh hùng gạt đi cánh tay của God cũng là lúc mà anh có được thần lực. Ngay lập tức một dòng sức mạnh khủng khiếp chạy dọc khắp cơ thể của Garou, và lúc này nỗi kinh hoàng của vũ trụ Cosmic Garou ra đời. Với thiên phú của một người học võ cộng với khả năng sao chép thượng thừa không kém cạnh gì thằng bạn học cùng bàn của mình, Garou đã lấy môn võ Lưu Thủy Phá Thạch Quyền hay Nước Chảy Đá Mòn làm gốc, rồi sau đó tổng hợp tất cả những môn võ mà anh đã học được từ trước tới giờ sau những lần đến cái võ quán để đấu võ, cùng với nguồn tri thức của tất cả các dòng chảy sức mạnh trên vũ trụ, cộng thêm đặc tính và năng lực của tất cả các nguồn năng lực trong vũ trụ, đã tạo ra một môn võ hoàn toàn mới có tên là Vạn Vật Tuyệt Diệt Quyền.
Và thực tế đã chứng minh sức mạnh của môn võ mà Garou mới sáng tạo ra mang sức hủy diệt cực kỳ khủng khiếp. Chưa nói tới sức mạnh và sức sát thương của môn võ mà Garou vừa sáng tạo gây ra. Chỉ riêng sự tồn tại của nó, Cosmic Garou cũng đã đủ hủy diệt mọi thứ xung quanh anh rồi. Bức xạ vũ trụ phát ra từ Cosmic Garou khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều bị nhiễm phóng xạ mà ra đi. Các nạn nhân bao gồm các anh hùng và nhân viên hiệp hội anh hùng có mặt tại chiến trường. Thậm chí là cả Taro cũng không thể thoát khỏi bản án tử bởi bức xạ này. Đến cả quái vật như Manaco cũng vì nhiễm phóng xạ mà thăng thiên. Thế nên có thể nói, sức mạnh mà Garou có được sau khi nhận thần lực là cực kỳ khủng khiếp. Thế nhưng khi Cosmic Garou ra đòn tấn công thì sức mạnh thần thánh đó còn khủng bố hơn nữa. Lần đầu tiên Cosmic Garou tung ra cú đấm phân hạch nguyên tử thì anh đã tạo ra một vụ nổ lớn. À không phải vụ nổ của Quyền Chí Long và đồng bọn đâu nha. Đây là vụ nổ hạt nhân và con tàu chiến hải quân đã ngay lập tức phải khử trùng phóng xạ toàn bộ con tàu sau dư chấn từ cú đấm của Garou. Tuy nhiên thì sau đó trong cuộc chiến với Thánh Sai, Cosmic Garou đã gây ra liên tục hàng chục vụ nổ như vậy và dĩ nhiên các nhân vật trong One Punch Man lúc này tha hồ có nắm đấm khổng lồ để ăn rồi. Ngoài ra thì Cosmic Garou còn cho thấy sức mạnh khủng khiếp của mình đã đạt tới cảnh giới của Thánh Sai khi mà anh ta copy lại các tuyệt kỹ đấm thường của Sai Hói và tung ra các cú đấm có sức mạnh tương đương. Nhưng đỉnh điểm là khi Garou muốn sớm kết thúc trận chiến với Thánh Sai, hoặc lúc đó là muốn khoe mẽ sức mạnh, thế nên anh ta đã dùng đến vạn vật tuyệt diệt quyền bộc phá sức mạnh tia gamma, tạo ra vụ nổ tương đương với việc một ngôi sao chuẩn bị kết thúc vòng đời của nó. Ánh sáng của vụ nổ còn sáng hơn cả mặt trời vào ban ngày và khiến cho tất cả những ai chứng kiến cũng bị chói mắt bởi vụ nổ này. Lúc này Cosmic Garou đã đạt tới sức mạnh cấp thần và trở thành mối đe dọa cho tất cả các anh hùng có mặt tại chiến trường cũng như là mối đe dọa cho toàn bộ trái đất. Tuy nhiên ở giai đoạn này thì Garou vẫn chưa phát triển hết tiềm năng sức mạnh của thần lực, mà chỉ đến khi trận chiến với Thánh Sai được đẩy lên tới mức cao nhất thì chúng ta mới thấy hết được sự khủng khiếp của Cosmic Garou là như thế nào. Giai đoạn 3. Garou sau khi tung ra vụ nổ tia gamma để thổi bay Thánh Sai đi thì lúc này anh cũng đã hạ cánh an toàn ngay tại vị trí của các anh hùng đang đứng và chuẩn bị ban phát cơn ác mộng mang tên cái ác tuyệt đối. Thế nhưng Flash đã xuất hiện kịp thời và cảnh báo rằng tia bức xạ từ Garou có thể gây thiệt hại tới những người xung quanh. Vì thế mà anh hùng hạng 1 lớp S muốn đưa Cosmic Garou sang một chiều không gian khác để chiến đấu. Tuy nhiên thì thợ săn anh hùng đã từ chối và rồi thảm kịch xảy ra ngay sau đó khi Genos cố gắng tấn công Garou. Hậu quả là bà đồng nát có thêm một mớ sắt vụn, còn Saitama thì mất dạy. Điều này cũng đẩy tâm lý của Thánh Sai lên tới mức cực hạn và Sai Hói quyết định phải kết thúc trận đấu này với thợ săn anh hùng để lấy lại công bằng cho đệ tử của mình. Tuy nhiên thì trước đó chúng ta cũng phải nói đến trận chiến mini giữa Garou và Blast. Anh hùng hạng 1 lớp S đã thực sự khiến cho thợ săn anh hùng phải bất ngờ với pháo không gian và trọng lực quyền. Tuy nhiên thì ngay sau đó thợ săn anh hùng đã copy luôn sức mạnh của Blast khiến cho anh hùng top 1 server ngỡ ngàng và bật ngửa. Chưa hết, Cosmic Garou còn kết hợp thêm trọng lực quyền với phân hạch nguyên tử quyền khiến cho uy lực từ đòn kết hợp này ao trình hoàn toàn sức mạnh của Blast. Đến nỗi mà cổng không gian của Blast vì quá tải năng lượng bởi các vụ nổ từ đòn tấn công của Garou mà cũng phát nổ theo. Với những tất cả đều phải lù mờ trước vụ nổ do hại của đấm nghiêm túc va chạm với nhau gây ra, Blast cùng với những anh hùng vũ trụ đã hỗ trợ nhau để điều hướng vụ nổ này hướng ra xa khỏi trái đất. Nhờ đó mà hành tinh xanh đã không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ này. Thế nhưng sau đó chúng ta có thể thấy là một vùng không gian rộng lớn đã bị xóa sổ sau cú đấm của Cosmic Garou và Saitama. Cả hai cùng bị văng đến mặt trăng của Mộc Tinh với nhau. Và tại đây ta được chứng kiến toàn bộ sức mạnh của Cosmic Garou và sự khủng khiếp của Thánh Sai là như thế nào. Với tuyệt kỹ không gian vừa học được kết hợp cùng với sức mạnh đã có từ thần lực đã khiến cho Sai Hói gặp khá nhiều khó khăn trong trận chiến này. Thậm chí tưởng chừng như đã có lúc Cosmic Garou trên cơ Thánh Sai khi đánh bay ông thầy đầu hói của Genos đi xa và làm bộ quần áo của Saitama hòa làm một với không khí. Nhưng Saitama thì chưa bao giờ làm cho chúng ta phải thất vọng khi mà anh lật bàn nghiêm túc phá hủy luôn mặt trăng của Mộc Tinh, rồi sau đó cosplay lại màn nhảy tới nhảy lui của Cosmic Garou, đấm cho thợ săn anh hùng tối mặt tối mày, tới nỗi Garou phải hét lên rằng Thánh Sai quá mạnh. Mặc dù đã nói là vận dụng hết toàn bộ tiềm năng sức mạnh mà thần lực đã ban cho mình, tuy nhiên Garou cuối cùng cũng đã phải rén trước cú hắt hơi bay màu luôn cả bề mặt của Mộc Tinh của Saitama. Mặc dù đến cuối cùng thì Cosmic Garou đã phải thua trong trận chiến với Sai Hói, thế nhưng thứ sức mạnh khủng khiếp mà anh phát triển thực sự là không thể nào mà tưởng tượng nổi, mà không phải là kẻ nào nhận được thần lực cũng có thể đạt tới được đâu. Với sức mạnh đó thì hiển nhiên là Cosmic Garou đã vượt qua cả vòi hư không và trở thành kẻ phản diện mạnh nhất One Punch Man mà Saitama đã từng đối đầu tính tới thời điểm hiện tại. Và có lẽ một trong những điểm nhấn chói sáng và gây ấn tượng nhất đến toàn bộ mạch truyện One Punch Man của Garou đó chính là màn quay ngược quá khứ bằng cách đảo ngược chiều của các phân tử trong cơ thể. Mặc dù Cosmic Garou đã thừa nhận rằng mình vẫn chưa đạt được tới mức có thể thi triển và quay ngược quá khứ, thế nhưng Sai Hói nhờ có thợ săn anh hùng hướng dẫn, vậy nên công lớn vẫn thuộc về Garou đúng không nào? Và đây chính xác là cực hạn sức mạnh mà Garou có thể đạt được nhờ vào thần lực rồi. Garou trở lại với dòng thời gian chính.
Và giai đoạn cuối cùng trong chu trình sức mạnh của Garou đó chính là sau khi Thánh Sai trở về quá khứ thì đã không cho Cosmic Garou tiếp tục đẻ trứng. Ngay sau khi chuẩn bị ra tay với các anh hùng thì Thánh Sai đã cho ăn ngay một cú đấm nghiêm túc khiến cho lớp vỏ quái vật của thợ săn anh hùng vỡ nát. Từ đó toàn bộ thần lực thoát ra ngoài hết và anh cũng trở về với hình dạng con người ban đầu. Lúc này thì thợ săn anh hùng chỉ còn sức mạnh đạt ngưỡng thám hỏa cấp rồng cao mà thôi. Và sau đó một khoảng thời gian thì Garou cũng nói rằng mình đã mất dạng tiến hóa quái vật. Giờ đây chúng ta có thể suy ra được sức mạnh của Garou đã trở về như trước khi anh hóa quỷ, hoặc là cao hơn thời điểm đó nhờ vào trận chiến với tinh trùng Bạch Kim, Rết Hiền Nhân và Thánh Sai. Tuy nhiên thì có lẽ sự khác biệt cũng không quá lớn nên thợ săn anh hùng mới tiếp tục đi theo bang để tiếp tục nâng cao sức mạnh võ thuật của bản thân. Và theo như thông tin mới nhất từ cháp 252 thì voi hư không đã lợi dụng thần lực thoát ra từ Garou để hấp thụ và nhờ đó mà hắn mới có thể trở lại. Sắp tới đây chúng ta sẽ được chứng kiến thêm một bầy tôi mới của God và để xem liệu rằng voi hư không sẽ làm gì với mớ thần lực mà hắn đã hấp thụ được nhé. Và cũng chờ xem liệu Garou sẽ bắt đầu con đường anh hùng của mình như thế nào sau khi được nanh bạc cảm hóa nhé.